Xong chuẩn bị xuống tận đó mẹ đàm mẹ đàm xuất nâng con cô chị tìm sửa lành tầng ọc nế. Chà chân nâng nông một ngày này phòng đá chú chú môi nâng này khu mật đón tiện hai con. Chà chân nâng nông ngày này dương nâng chú khu nâng nông một vị trí bộ rê kẹt nật đỏ đá. Chà chân nâng nông ngày này dương nâng mà riêng ông bì lê thâm mấy. Chà chân con tầng ọc nế môn nâng chiên châu tận đó mê riêng rồi bỏ dớ. Tạng này khu xong xu xu tốc con tầng ọc nế bốn tích. Chà ta con tầng ọc nế nợp tế. Chà con bàn ở thơ nâng à nam ai khu nông ch đôi chị cà liền đáy chà cà xùm át khuôn prán đôi ngươi tất nâng đốt sập bu về bàn xá ta con chẳng ọc nịa bàn thơ hờ rử nớ chà chân con trở tại thơ nơ ở nàm ai khuôn prán ít ọc bàn chọc chuôn tàng ọc nịa chà đọc bài ca piên nơ mê rô tàng lái chà đại vi mà dì khuôn prán đọc bỏ dớ chà chắc mê rô tàng ọc nút bè đại vi châu mà khuôn khuôn prán đọc bỏ dớ viên nâng thơ ọc con tàng ọc nịa miên chung ngứ chà ai cả chỉ bị xếp bây đây, đây rồi bỏ con bà lát con vô tài căn lục bỏ nhắm hay bây đây con nhắm cho tới cứ mê rộng mắt cứ vi cho tới tam nông chùm này nâng ai nhưng chẳng vì ác phơ ở con tầng ác này chư bùa chà nhưng chẳng con tầng ác này nâng nông cái nít dường nâng vơ mà chụp nít nâng nông một vị trí bồ rê kẻ nớt chà đây dường xong qua lệ chà cứ dường xong qua lệ mùi ní con chẳng đang thang đi chì lệ bồn mán chà chân nhẹ khổ nâng phạm con chà chân thay ni dân nâng mà xung cầu ông bì lệch đọc phạm chà môn nâng châu tự đo lệch đọc phạm tỏ nhẹ khổ nâng rung lực ông bì mê riêng kà bí sắp bà nam môn ai con tình ọc nè mớ chà chân kà bí sắp bà nam môn dân màn sắc xa ông bì mê riêng ní con chà cứ dân màn sắc xa ông bì lệch đọc đọc buồn chà chân kà bí sắp bà nam môn dân màn riêng ông bì lệch đọc đọc buồn chà chân thang ọc ní chà con khơi rụp hiệp ní cứ chia châm nuôn đọc đọc buồn chà chẳng đang thả ta miên châm nuôn đọc buồn mên rửa tỏ ai là con rộp tặng ọc nì nó tỏ muối bí bấy buồn chà xong tóc này có rụp bật một đồng tiết phạm lần này có buồn phạm phạm muối phạm bí phạm bấy phạm buồn đọc đập muối đập pí đập bấy đập buồn chà chẳng con mà mở ta châm nuôn đây này cừu bật nâng cừu châm nuôn đập buồn đôi đà lệ đây này cừu bật hơi rừng nữ chà cứ trầm trơ hai mèn ớt chà chẳng ní cứ chia mê riêng cà bì sạp đà môn tê chẳng nâng không thay ní con tặng ọc ní á dân nâng mà sắp xa ông pi lệ thăm mây mùi tiết đây nơi con tập pi lệ đập buồn chà cứ lệ đập đập phạm tỏ ai lời dân tạm đàn tặng ọc ní con ต่อแล้วเนี่ยครูมีรูปเพียบใช่เนี่ยครูมีรูปเพียบสัตว์ต่อคนเมื่อเนี่ยชื่อรูปเพียบสัตว์ไอ้ใดก้นจ้าคือรูปสัตว์สัตว์ชายแม่นอ่ะจ้าช่วงนั้นท่าตาเนี่ยครูมีสัตว์ชายจำนวนประมาณกี่บ้านในขนมได้รบบเนี่ยครูต่อแล้วยังหนึ่งบัตรนั่นเลยกระดาษเขียนยังกรอบมาดองมวยมาดองมวยแต่งออกเนี่ยต่อแล้วเนี่ยครูบัตรนั่นกันไหนนี่ก้นต่อคนรอดมวยปี bốn là bạn bốn này nó con cha tỏ à lời dừng rộp bằng tỏ tiết con bằng tỏ bị bốn hai phần mán cha bốn hai cứ pram cha pram pram muối pram pí pram bấy cha lời bạn pram bấy hai tỏ dừng rộp bằng cục ở cục châm luôn phần mán cha cứ cục châm luôn đó đập pram tỏ ai lời con thằng ác ni rộp bằng to tiết ai lời dòng mang pram bấy ấy con tỏ rộp bằng to pram buồn đó đập muối đập pi tỏ lời dòng bạn đập pi chắc nó khoan con màn tiết con cha tỏ nó khoan con màn tiết dương chăm mơ thằng ác ni cha đập pi hai đập bấy đập buồn đập pram cha ai lời nè kêu bạn bật được con trai nít ban châm nôn đập pram cha cứ trầm trâu chỉ mua nâng lệ đây nè kêu cầm phong tài can nơi nâng đáy cha cứ lệ đập đập pram chân châm nôn đập pram giờ màn rọp rồi thái trầm trâu à con cha cứ trầm trâu chỉ mua nâng lệ được bao giờ cha lệ được bao giờ nâng không ngày nít cứ dân nâng mà xong coi làm pi lệ đập pram cha nít cứ chia lệ đập đập pram hai con thằng ác niệm bánh mấy ban rọp âm pi châm nôn đập pram hai em mày nói cha ta ai lời nè kêu bật lệ đập pram lời hàng kêu rút hiệp ní đập bay xong coi thế
rúc thiệp rồi bao nhiêu miên trầm nuôn còn mèn gốn chá cứ miên trầm nuôn đọc đọc pram chá rõ nè con ta ở đây nè cô nâng bằng hai con ông bị lệch đọc pram mùi tiết chá đầy miên tổng hôn thông chừng lệch đọc pram bằng bánh mến chá chứng nè cô nâng bằng hai con ông bị lệch đọc pram xó xê đôi khỉa chá ឥឡូវមុននឹងចូលដល់របៀបសរសេរយើងអ្នកគ្រូសុំសួរកូនបន្តិចតើលេខ15មានប៉ុន្មានខ្ទង់កូនចាគឺមានចំនួន2ខ្ទង់ចាអញ្ចឹងគឺមានលេខប៉ុន្មាននិងលេខប៉ុន្មានខ្លះចាអញ្ចឹងលេខ15គឺមានលេខ1និងលេខ5ចាគឺមានលេខ1និងលេខ5ចាគឺមានចំនួន2ខ្ទង់គឺលេខ1និងលេខ5ចាអញ្ចឹងលេខ1កូនចេះតែសេនៅចាលេខ1កូនចេះតែសេហើយណោះចាំលេខ5ក៏កូនចេះតែសេដូចគ្នាមែនណោះដោយសារតែយើងបានរៀនអំពីលេខ5ចាកាលនោះយើងរៀនអំពីចំនួនគត់1មែនណាកូនចាអញ្ចឹងលេខ15គឺកូនគ្រាន់តែសរសេរវាចាឲ្យនៅចិត្តគ្នាដោយវាមានចំនួន2ខ្ទង់អញ្ចឹងកូនទៅសេលេខណាមុនចាគឺកូនត្រូវសរសេរលេខ1មុនបន្ទាប់មកទៀតគឺលេខ5ចាអញ្ចឹងលេខ15គឺមានចំនួន2ខ្ទង់ចាគឺមានលេខ1និងលេខ5ចាល្អណាស់កូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូបិទនៅចិត្តនេះតែម្ដងទៅណោះតោះចាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សាអំពីលេខថ្មីមួយទៀតដែលនៅបន្ទាប់ពីលេខ14ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលេខ14មកគឺលេខ10 15ចាគឺលេខ15ចាអញ្ចឹងកូនបានស្គាល់អំពីចំនួន15ហើយចានេះគឺជាចំនួន15នេះគឺជាលេខ10 15ចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចយោសិភៅចាមកកាត់មេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាលើកអរគុណចាអញ្ចឹងមេរៀនយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីលេខប៉ុន្មានកូនចាគឺយើងរៀនអំពីលេខ10 15ចាអញ្ចឹងកូនកុំភ្លេចសរសេរលេខ15ចូលទៅក្នុងសៀវភៅរបស់កូនចាសរសេរឲ្យបានស្អាតគ្រប់គ្នាលើនៅកូនចាហើយបើសិនជាអាចកូនទាំងអស់គ្នាកូនត្រូវសរសេរចំនួន15នៅខាងក្រោមនឹងផងមែនអត់ចាកូនគូសជារូបភាពចាជាផ្លែឈើជាសត្វអ្វីក៏បានឲ្យតែកូនទាំងអស់គ្នាចេះគូសគឺកូនត្រូវគូសទាំងអស់គ្នាហើយពេលដែលកូនគូសតែកូនត្រូវគូសឲ្យគ្រប់ចំនួនប៉ុន្មានកូនមេរៀនរបស់យើងចាមេរៀនរបស់យើងគឺលេខ15អញ្ចឹងកូនត្រូវគូសលេខប៉ុន្មានគូសឲ្យគ្រប់ចំនួនប៉ុន្មានចាគឺកូនត្រូវគូសឲ្យគ្រប់ចំនួន10 15ចាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូចាគឺចាប់ត្រឹមនេះឯងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាកូននឹងអាចទៅសេលេខបានទាំងអស់គ្នាណាកូនចាទៅសេលេខគូសចំនួនទាំងអស់គ្នាចាហើយកុំភ្លេចចាតែសានៅអនាម័យឲ្យបានស្អាតទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏សូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាយើងចាំជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតយើងនឹងជួបជាមួយនឹងលេខថ្មីថ្មីបន្តទៀតណាកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អចាទៅណាមកណាប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា